Ok anh em ơi, anh em đã biết tin gì chưa? Thì mình mới vừa tạo ra một kênh YouTube có tên là Phong Cận Vlog. Thì kênh YouTube này mình sẽ dùng để đăng những video vlog, những video đời sống, những video challenge, những video thử thách mà các bạn đặt ra cho mình. Mình sẽ quay và đăng lên trên kênh Phong Cận Vlog này nha anh em. Thì anh em đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh Phong Cận Vlog này. Nếu như mà mình đi sự kiện, đi chơi. Wow, Hồng mạnh mẽ. Cùng với những YouTuber, anh Mr. Vkyron. Ơi thằng edit video, tính ra là Kyron là bạn thân của tao đó. Mày có thể chọn cái ảnh nào đẹp trai hơn được không? Không, ý tao là ảnh chứ không phải là video. Tính ra là tao kêu mày lấy cái ảnh nào đó đẹp trai một tí á. Mày đang đùa với tao à? Đùa nè, nhây hả? Kyron, Timmy, Simmy, Sammy Đào, Kháng Dừa, Camui TV. Và không chỉ là các thành viên trong team Hero của mình. Nếu như mà mình đi sự kiện gặp gỡ được những YouTuber nổi tiếng khác thì mình sẽ quay lại để có những video vlog thật là hay cho anh em xem nhé. Và anh em cũng đừng quên để lại thử thách để mình có thể thực hiện trong những video vlog sắp tới nhé. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh Phong Cận Vlog để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Tạm biệt, yêu anh em vãi nồi.